Khoảnh khắc The Sai với con bài Aatrox huyền thoại vác thành gương trên vai một mình xông đến bổ tan nát đội hình Jitu Esports đã trở thành biểu tượng của Top God khi anh lần đầu tiên khai sáng cho khu vực LPL, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền liên minh huyền thoại cho đất nước tỷ dân. Để rồi cho đến tận mãi sau này, người ta vẫn nhắc đến cái tên The Sai với vô vàn sự kính nể và tôn trọng dẫu cho phong độ của lúc trổ sụt đến mấy. Tròn 1430 ngày kể từ khi Top God đặt chân lên đỉnh thế giới, sau chừng đó thời gian, người ta vẫn chưa thể tìm ra được cái tên thứ hai có màn trình diễn đến tiệm cận với vị thánh đường trên năm nào. Dẫu cho đó có là độc cô của bại Nuguri hay top lane một mùa Kjen, họ dẫu vẫn có những trận đấu hoàn hảo, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, để vượt qua được cái bóng quá lớn của anh chàng năm đó thì vẫn thiếu một chút cao ngạo, một chút lạnh lùng và quả quyết. Và để 5 năm sau, cũng chính tại nơi đã làm nên cái danh Top God huyền thoại đó, ta lại được nhìn thấy cái tên The Sai được thỏa sức vùng vẫy ở chốn quen thuộc. Vậy sau chừng ấy thời gian xa cách, màn trình diễn của Top God trong suốt chặng đường đã qua là như thế nào? Anh đóng vai trò gì trong đội hình của nhà cái số 1 LPL? Và liệu The Sai có thể giúp Weibo vượt qua được thể thức vòng Thụy Sĩ khắc nghiệt này để tiến gần hơn tới vinh quang? Anh em hãy cùng xem tiếp video và cùng bàn luận nhé! Một điều quan trọng không kém mà chúng mình muốn thông báo đến với anh em là kênh Cà phê Liên minh của anh em mình đã và đang tiến gần hơn tới con số 300.000 sub rồi đấy. Và để hiện thực hóa mục tiêu ấy, chúng mình rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em trên hành trình tiến tới chung kết thế giới sắp tới. Vì vậy, nếu thấy video mang lại những thông tin bổ ích, anh em hãy đừng ngần ngại mà nhấn nhẹ vào nút like, subscribe và kêu gọi thật nhiều đồng đội gia nhập mái nhà chung của chúng ta nhé. Khác với kỳ chung kết thế giới 5 năm về trước, khi ấy, The Sai là một trong những cá nhân được kỳ vọng nhất của nhà Á quân LPL Invictus Gaming. Toàn đội đã có một màn thể hiện cực kỳ tốt cho đến trước kỳ chung kết thế giới năm đó và được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Còn hiện nay, anh đang đứng trong một đội hình có phong độ khó đoán nhất và được mệnh danh là nhà cái số 1 LPL khi liên tục thắng những kèo khó và để thua một cách khó hiểu trên những đối thủ yếu hơn. Và trong đó The Sai là một trong những mắt xích có vấn đề nhất khi anh không thể giữ được phong độ một cách ổn định. Khi thì có những pha xử lý không tưởng nhưng đôi lúc lại trở thành trò cười cho đối thủ. Chính vì vậy, người ta mới nói LPL năm nay đến với chung kết thế giới với 3 seed 1 và một nhà cái. Đập tan mọi nghi ngờ từ những người hâm mộ nước nhà, Weibo mở màn chiến dịch với chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước một đối thủ khó nhằn là nhà đương kim vô địch Bắc Mỹ NRG Esports. Trong trận đấu đó, The Sai tuy không có quá nhiều pha highlight nhưng đã kịp tỏa sáng một cách thầm lặng với lượng sát thương cực kỳ đột biến đến từ con bài Rumble. Anh chàng chiếm tới hơn 35% lượng sát thương toàn đội. Liên tục có những pha mưa tên lửa chết chóc giúp đồng đội có được lợi thế rất lớn trong giao tranh. Qua đó không mấy khó khăn để khuất phục hạt giống số 1 Bắc Mỹ sau chưa đầy 30 phút. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, The Sai cùng những người đồng đội đã sớm tìm lại bàn ngã của mình khi để thua Jitu một cách khó hiểu trong thế trận dẫn trước đến gần 10.000 tiền. The Sai trong một thế trận mà những đồng đội như Xiaohu, Rips liên tục mắc sai lầm thì đã không thể hiện được quá nhiều điều với vị tướng mà đáng lẽ ra nên tỏa sáng cho những pha combat gần tường như Casante. Và Weibo để mất một điểm số cực kỳ đáng tiếc khi đã gần chạm tay đến chiến thắng. Sau thất bại khó tin đó, The Sai cùng những người đồng đội lại bốc trúng một lá thăm cực kỳ dễ mang tên mèo nhà Mad Lion. Top God của những người đồng đội đã không mất đến ván đấu thứ 3 để ghi tên mình vào vòng 22 để nuôi cơ hội đi tiếp. Hành trình của The Sai nói chung và tập thể Weibo nói riêng cho đến thời điểm hiện tại được coi là khá thành công. Tuy nhiên, những đối thủ mà họ phải chạm mặt thực chất chỉ đến từ những khu vực tier 2 như châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy vậy, những điểm yếu đã được bộc lộ một cách khá rõ rệt, đặc biệt là vị trí đường trên của The Sai. Trước những top laner không mấy tên tuổi phía bên kia chiến tuyến, The Sai thể hiện một phong độ đi đường khá ổn định khi dẫn trước những đối thủ ở tất cả những chỉ số từ kinh nghiệm, lượng farm với những pha trade hit khá thông minh. Với những con bài mang thiên hướng đẩy đường và tấn công mạnh mẽ như Rumble hay Aatrox, anh chàng thường xuyên được bảo kê bởi Weiwei hay Seohu để tự tin đánh láo giai đoạn đầu trận. Nếu có bất kỳ biến cố gì từ rừng của đối phương thì ngay lập tức những người đồng đội của The Sai sẽ set up phản ganh ngay lập tức. Lối lên trang bị theo thiên hướng khá an toàn của anh chàng cũng là nguyên nhân khiến cho Top God rất khó bị hạ gục kể cả những pha ganh mà không có đồng đội ở sau backup. Nhưng lúc The Sai bình tĩnh, anh hoàn toàn có khả năng tinh nhạy để kịp lùi về hoặc chí ít là giữ được cho mình một lượng máu ổn trên những pha ganh sắp tới của rừng đối phương. Tuy nhiên, một khi đã rơi vào trạng thái hăng máu, The Sai mặc dù không có khả năng solo kill nhưng vẫn quyết định chết đam một mất một còn về đối phương để rồi bị ganh một cách dễ dàng. Khi rơi vào trạng thái thua đường, The Sai thường có những pha xử lý khá bất cẩn, điển hình như pha suýt bị solo kill bởi Jayce bên phía Mad Lion. Trong tình huống này, không hiểu sao anh chàng lại để đối phương bế về một góc chết như vậy và chỉ có những pha luồn lách mới giúp anh chàng thoát khỏi một pha từ nhà đến trường của người đồng hương phía bên kia chiến tuyến. Ngay cả những cái tên không mấy tiếng tăm cũng có khả năng làm khó được Top God ở khâu đi đường. Vậy thì khi tiến vào vòng trong, đụng độ những Zeus, Bin hay Zeka thì rất khó để một viễn cảnh tươi sáng có thể xảy ra với đường trên Weibo với những pha xử lý như vậy. Tuy nhiên, điểm sáng của TheShy trong khâu đi đường vẫn được bộc lộ một cách rõ nét, chính là khi anh chàng có được lợi thế từ sớm, được những đồng đội chăm sóc nhiệt tình thì quả cầu tuyết này sẽ dần dần được lăn vào những pha solo áp đảo, né ganh thần sâu, khiến cho sự chênh lệch cánh trên được gia tăng một cách rõ rệt. Có nghĩa là cứ khi nào phải đánh cánh yếu thì TheShy mới dễ dàng bị khai thác, còn nếu có được lợi thế như 3 ván thắng gần đây của Weibo thì anh chàng sẽ dễ dàng giúp đồng đội đóng hòm trận đấu. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, tuy nhiên cứ đến giao tranh tổng thì hầu như TheShy luôn là cá nhân tỏa sáng nhất trong đội hình của Weibo. Anh chàng với những chất tướng băng bổ tốt như Aatrox, Casante hay Rumble liên tục đâm sâu vào đội hình đối phương, sẵn sàng chơi khô máu đến giọt máu cuối cùng để gây ra một lượng sát thương có thể so sánh với mũi nhọn số 1 là Lai ở thời điểm hiện tại. Hình ảnh TheShy bật chiến binh tận thế, lùa cả đội đối phương chạy như vịt lại được tái hiện lại trong kỳ chung kết thế giới lần này, khiến bao anh em hâm mộ Top God không khỏi xúc động nhớ về thời huy hoàng năm xưa. Có thể nói khả năng chọn vị trí cũng như độ ngông và liều thì Sai Ca vẫn còn nguyên. Thế nhưng đó chỉ là điểm mạnh khi đối đầu với những đội tuyển yếu về mặt giao tranh. Một khi gặp những đội tuyển top tier thì những pha thi đấu như vậy rất dễ bị bắt bài và Sai Ca đã trở thành gánh nặng cho các đồng đội. Điển hình như pha tạt cánh ở hang rồng trong một pha giao tranh 5 năm, TheShy đã không quét mắt một cách cẩn thận dẫn đến việc bị lộ tầm nhìn trước mũi 5 thành viên đối phương. Và nếu Matt làm tốt hơn để dồn vào một Aatrox vẫn chưa kịp hồi tốc biến thì cái kết cho pha bất cẩn này sẽ cực kỳ tai hại. Nói vậy để thấy Top God ngày nào đã không còn giữ được những pha xử lý thần sâu, cũng như sự bất ngờ và đột biến nữa. Lối đánh của anh gần như đã bị bắt bài và có thể dễ dàng bị khắc chế bởi rất nhiều ngôi sao hàng đầu đường trên hiện tại. Ở nhánh 22 hiện nay vẫn còn quá nhiều cái tên khiến Weibo phải dè chừng đến từ cả những khu vực khác lẫn LPL. Ở đó không thiếu những cái tên có kỹ năng cá nhân cực khủng, đồng thời cũng có những chiến thuật phế cánh trên cực kỳ hiệu quả, chuyên khắc chế những đường trên có phong cách tương tự anh chàng. Chính vì vậy, TheShy và cả Weibo sẽ phải làm rất nhiều điều để có thể có được một suất vào vòng trong. Vậy thì để khắc phục được điều đó, TheShy và những người đồng đội cần phải cải thiện những gì? Trước hết là khi nhìn vào khả năng carry của 3 mũi nhọn chủ chốt bên phía đội hình Weibo, điều đáng ngạc nhiên là TheShy mới chính là cái tên có lượng sát thương đóng góp lớn nhất chứ không phải là tiểu hổ Xiaohu hay xạ thủ Lai. Meta hiện tại cũng đang rất ủng hộ việc cánh trên gánh vác vai trò carry. Có thể kể đến như Bin của Bilibili hay Kiyaya của Gam đã rất thành công với những con bài tủ của mình với một lượng sát thương cực lớn gây ra trong giao tranh. Muốn hướng đến một giai đoạn giao tranh sòng phẳng nơi TheShy có thể tỏa sáng thì cần phải chú ý đến giai đoạn đi đường của anh chàng, cũng là khoảng thời gian rất đau tim của những người hâm mộ Top God. TheShy thực sự phải tiết chế những pha trao đổi quá hăng máu khi mà bên kia chiến tuyến là những ông kẹ với kỹ năng cá nhân chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh anh chàng. Thay vào đó thì có thể đánh đổi một vài chỉ số lính nhằm tạo được một cái bẫy tốt cho những pha ganh của đồng đội Weiwei. Bản thân người đi rừng của Weibo từ xưa cũng khá nổi tiếng với việc rất hay ghé qua chăm sóc cho người đàn anh. Cộng thêm với việc tiểu hồ Seohu sẵn sàng di chuyển ngay ở đầu trận cũng có thể tạo ra một lợi thế lớn ở những pha giao tranh nhỏ lẻ đường trên. Nếu có được lợi thế cho TheShy, việc cần làm tiếp theo là hạn chế những pha đẩy láo của Top God. TheShy cần phải có được lượng tầm nhìn đủ tốt cho những pha quyết định all-in của mình để hạn chế việc bị can thiệp bởi những yếu tố không mong muốn. Điều còn lại thì phải trông cậy vào kỹ năng cá nhân của anh chàng rồi. Tiến tới được giai đoạn giao tranh, khi mà cánh trên của Weibo đã đủ sức carry với ngưỡng trang bị có được, thì điều tiếp theo cần làm là những pha di chuyển phải thật cẩn thận. Máy quét và mắt kiểm soát luôn phải được cắm để tránh việc TheShy trở thành mục tiêu bị mở. Khoảng cách đội hình cũng không được quá xa để những đồng đội có thể theo kịp những pha xử lý đột biến của Top God. Những pha Q1, Q2, Q3 trúng nhiều mục tiêu hay những pha mưa tên lửa tốt có thể là mấu chốt giúp Weibo chiến thắng trong những thế trận khó khăn nhất. Nếu vận hành trơn tru điều kiện thắng cánh trên này với một TheShy vẫn tỏ ra khá tín ở vai trò carry thì Weibo hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước những đối thủ lớn sắp tới. Điều quan trọng là họ phải giữ được cái đầu lạnh và hạn chế tối đa sức mạnh nhà cái của mình. Rõ ràng tính tới thời điểm hiện tại, màn trình diễn của TheShy dù không quá hủy diệt như mùa chung kết thế giới 5 năm trước nhưng cũng được coi là trên mức tròn vai, khi gánh trên vai một lượng sát thương ổn định qua từng trận đấu cùng việc hạn chế được những pha chết vô tội vạ của mình. Người hâm mộ chắc hẳn đã có những giây phút déjà vu với con bài Aatrox 8312 đầy hủy diệt của anh chàng trước mèo nhà châu Âu. Không ít fan nhận định rằng TheShy dường như đã trở lại với thời kỳ đỉnh cao trước đó. Tuy nhiên, anh chàng lại nhận xét rằng mình thực sự đã già hơn, lối đánh đã có phần điềm đạm hơn trước đây. Vì vậy màn trình diễn này khó có thể so sánh được với Top God của 5 năm trước. Tuy nhiên, đây lại là một phiên bản trưởng thành khiến không ít fan cảm thấy hứng thú khi anh chàng đã biết phối hợp tốt hơn với những người đồng đội, đề cao chiến thắng tập thể và sẵn sàng hy sinh cái tôi cá nhân của mình. Chính vì vậy, đây hứa hẹn sẽ là một kỳ chung kết thế giới đáng nhớ của The Sai, nơi mà anh không còn là cá nhân đứng trên đỉnh nữa, mà sẽ cố gắng hết sức cùng những người đồng đội từng bước một chinh phục hành trình đầy thử thách này. Cà phê Liên minh mong rằng The Sai sẽ tiếp tục màn trình diễn ấn tượng của mình để giúp tập thể Weibo làm được nhiều điều kỳ diệu hơn nữa trên con đường hướng đến vinh quang sắp tới. Hãy tiến lên nào, Top God! Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên nhấn nhẹ vào nút like và đăng ký kênh, cũng như nhấn chuông thông báo để được cập nhật những tin tức nóng hổi, những drama bên lề mới nhất nhé. Video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Mọi ý kiến cũng như gợi ý cho nội dung của video, anh em hãy để lại ở dưới phần bình luận để tụi mình lắng nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.